Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình giveaway ăn chia tổng giải thưởng là 30.000 USDT. Thì chương trình nó diễn ra sự kiện như sau: dành cho 3 lucky may mắn giveaway random các bạn, thì nhận được 500 USDT. Và chương trình thứ hai thì mỗi người nhận 20 token BNT nè bạn. Thì để tham gia giải hôm nay, các bạn cần click phần link mô tả dưới video mình. Các bạn làm theo mình nha bạn. Rồi dòng đầu tiên các bạn nhấp vào đây follow Twitter nữa nè. Sau đó bạn mới đếp nè. Rồi sau đó các bạn like nè. Chính nhận tweet tăng 3 người bạn mình vào nè các bạn. Tweet lại nè. Sau đó các bạn nhấp vào cái link phong này nè các bạn. Kèo này khá là ngon nên các bạn cố gắng làm nha các bạn. Mở link phong ra. Sau khi mở link phong ra xong thì bạn nhiệm vụ các bạn đầu tiên các bạn join vào kênh Telegram đó nè. Chắc mình đã join gọi rồi các bạn. Rồi các bạn join xong các bạn. Rồi join tiếp kênh Challenge nữa nè. Join rồi, bạn nào chưa join thì join vào các bạn. Rồi dòng đầu tiên các bạn thì khai báo địa chỉ email của các bạn nè. Dòng thứ hai thì các bạn điền địa chỉ RC20 trên chocolate của tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn dán vào đây. Tiếp tục mà điền là username Twitter của các bạn đã follow dán nè. Ok, này là H9. Sau đó các bạn chụp lên một ảnh retweet nè. Thì bạn mở Twitter tất cả các bạn ra nha bạn. Bạn nhập ảnh avatar nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn chụp lên bức ảnh này nha bạn. Rồi, các bạn gửi lên cho bot nè. Ê, gửi cho link phong này nè. Cho cái thiết bị nè. Start nè, xong nè. Tải lên nè. Sau đó các bạn điền lại username Telegram bạn đã chọn sao hay gấp nha bạn. 1, 2, 3, 4, 5. Sau đó bấm gỡ, bấm mở ra đi các bạn, bấm gỡ nó xong các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình giveaway chia tổng giải thưởng là 30.000 USDT đến từ sáng pizza đến đây kết thúc nữa. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.